Vâng, điện tử Tàu Hoa xin mến chào toàn thể các bác và anh em nhé. Và để mở đầu cho clip đầu tiên ngày 10 tháng 4 năm 2021, bên em xin được tiếp tục giới thiệu thực hiện một cái video test một cặp loa bãi xịt Yamaha Nhật Bản được sản xuất tại Mỹ. Cặp loa có mã là C112V với cấu hình loa được thiết kế một bát 30 và một mic tép kèn. Và đây là một cặp loa được thiết kế một cái thùng gỗ sơn sần cát rất là chắc chắn. Vâng, thùng gỗ sơn sần cát các bác nhá. Vâng, hình vát cân rất là đẹp. Và em quay cái tên và cái thông số của sản phẩm cho các bác và anh em. Vâng, đây là một cặp loa Yamaha trở kháng của loa 8 ohm. Và cặp loa này có mã là C112V. Công suất đạt từ 350W đến 750W. Đấy. Và đây là một cặp loa bãi xịn Yamaha Nhật Bản được sản xuất tại Mỹ, made in USA. Vâng, với mã C112V, dòng loa này được thiết kế 4 cổng jack kết nối vào, 2 cổng jack 6 ly. Và đây là 2 cổng jack lưu trích, 2 6 ly, 2 jack lưu trích. Đây là một cặp loa bãi xịn Yamaha, hàng rất là xịn sò các bác nhé. Đấy, cặp loa này còn zin nguyên bản, thùng vách phân tần, bát tép zin nguyên bản 100%, đẹp xuất sắc. Và với cái chiều cao của thùng là 62 cm và chiều ngang của thùng là 41 cm, chiều sâu của thùng là 33 cm. Và trọng lượng cân nặng của mỗi thùng là 22 kg. Và cặp loa Yamaha có mã là C112V. Đây là một cặp loa Nhật Bản được sản xuất tại Mỹ, hàng zin nguyên bản, với cấu hình một bát 30, một mic tép kèn. Cặp loa này bên em đang chào bán với giá 10 triệu đồng. Các bác và anh em có nhu cầu một cặp loa Yamaha xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974 637 646 và 0918 249 265. Vâng, địa chỉ bên em tại Thị Tứ, Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đồn xa tôi ở trên quân thù ngày đêm có. Trời xa xiêu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng dịu phân ly, lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề. Áo hồng nắng nhẹ xinh đừng nhại bước, kết ngăn vì sao đường xa em cùng. Con đường mình qua giờ hãy quên tên.